Đầu tiên xin chúc mừng Công Phượng đã cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước câu lạc bộ Viettel trong ngày hôm nay. Bây giờ cảm giác của Công Phượng như thế nào? Hôm nay là cả đội đã trải qua một thời gian thì rất là khó khăn. Thì hôm nay là trận đấu trận V-League thắng đầu tiên trong khi mà quay lại dịch, thì đó cũng là sự nỗ lực của cả đội, và cả đội đã xem lại bản thân những cái trận vừa rồi và để lại và phấn đấu để hôm nay giành được một chiến thắng. Và tôi thì rất là vui, và cũng như đồng đội thì cũng rất là vui để giành được 3 điểm trong ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn so với hai trận đấu gần nhất. Vậy thì theo Công Phượng, điều gì đã tạo nên sự khác biệt này, và đặc biệt là trên hàng công? Thì cũng như mọi người đã biết thì thời gian rồi thì khó khăn, nên là toàn đội đã cố gắng luyện tập và cũng như là tập luyện các chiến thuật và đề ra, và cũng như là huấn luyện viên đã động viên toàn đội, cũng như là ban lãnh đạo cũng đã động viên để mà các cầu thủ cố gắng quyết tâm và thi đấu tốt hơn. Và sự nỗ lực toàn đội đã ngày hôm nay đã chứng minh gì được đấy. Với riêng bản thân Công Phượng thì bàn thắng này có ý nghĩa như thế nào với bản thân Công Phượng, đặc biệt trong một ngày mà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất khát khao có được một chiến thắng, và trong khi đấy thì ở trên khán đài có sự dự khán của huấn luyện viên Park Hang-seo? Thì bàn thắng của Phượng đó cũng là một cái bước đệm để Phượng cố gắng và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới. Và hôm nay thì có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thì Park Hang-seo thì đã đến dự khán, thì đội cũng tất cả mọi cầu thủ cũng nỗ lực quyết tâm để mà thể hiện bản thân và để có cơ hội thì sẽ lên đội tuyển trong thời gian tới. Gần đây thì huấn luyện viên Park Hang-seo có chia sẻ những cái lo lắng của ông về hàng công của đội tuyển quốc gia, và ngay lập tức thì Tiến Linh rồi đến Công Phượng đã nổ súng. Vậy thì đó là một thông điệp như thế nào mà các em gửi đến thầy của mình? Thì đó cũng là sự nỗ lực của các cầu thủ, cũng như là cầu thủ đã ý thức được bản thân là phải làm gì và tập trung vào bóng đá. Vậy nên là đó cũng là kết quả của sự nỗ lực của tất cả mọi cầu thủ. Vậy thì mục tiêu của Công Phượng, và Công Phượng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho những mục tiêu phía trước cùng với đội tuyển quốc gia hay chưa? Đối với tôi thì tôi luôn sẵn sàng để phục vụ cho đội tuyển quốc gia cũng như là phục vụ cho câu lạc bộ. Rất cảm ơn Công Phượng và chúc mừng Công Phượng cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể về mặt phòng thủ thì Đức Chiến và Bùi Tiến Dũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi tiếp tục lại là một pha đá phạt tầm thấp của Công Phượng, nhưng trước đó thì trọng tài đã cắt còi. Cầu thủ nằm sân trong tình huống vừa rồi lại là Nguyễn Công Thành. Anh có va chạm với trung vệ Luis Silva. Có lẽ với những cầu thủ có chiều cao tốt như Diakite và Amidou Bande thì Công Phượng cần phải đá ở tầm cao. Nguy hiểm! Nguyên Mạnh đã chơi tập trung. Vừa rồi là một tình huống đá thẳng của Công Phượng, tình huống tương đối nguy hiểm đến từ một quả đá phạt trực tiếp, có phạt góc cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Những phút vừa qua thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi hay. Nguy hiểm, bóng vừa rồi cột dọc của Nguyên Mạnh. Trước đó thì Nguyên Mạnh cũng đã chạm được khẽ vào bóng, phản công cho cầu thủ Viettel. Không được, một tình huống chuyền bóng có thể nói là rất khó hiểu của Trương Tiến Anh. Trong một tình huống phản công có thể nói là rất thoáng thì Trương Tiến Anh lại chuyền bóng sai một cách rất khó hiểu. Đến lượt Thành phố Hồ Chí Minh phản công, Nguyễn Công Phượng sút đầy. Trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Công Phượng hoàn toàn có thể chuyền bóng cho Nguyễn Huy Toàn, Võ Huy Toàn đang ở bên cánh trái. Chút nữa thôi thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có
bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở tình huống đá phạt góc của Công Phượng. Không có lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng không được, bóng vẫn trong chân Công Phượng, rất hay, sút chân trái, 2-0 cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Có thể nói đến lúc này thì Công Phượng không phải là bàn thắng của Công Phượng, chúng khác là bàn thắng của Công Phượng, nhưng Công Phượng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Sân Thành phố Hồ Chí Minh đang bùng nổ. Đó là một bàn thắng thể hiện được quyết tâm và sức chứa tuyệt vời của Công Phượng. Và có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao vệ Viettel, nhưng Công Phượng vẫn quyết tâm theo tới cùng. Và có thể nói là mọi nhịp xử lý của anh trong pha bóng dẫn tới bàn thắng vừa rồi là miễn chê. Tỷ số đó là 2-0 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó chắc chắn là màn ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, người đang có mặt trên khán đài của sân vận động Thống Nhất vào thời điểm này. 2-0, một màn trình diễn hoàn toàn khác và hiệu quả hơn so với trận đấu gặp câu lạc bộ Sài Gòn. Và điều quan trọng nhất, bước ngoặt của trận đấu này chính xác là bàn thắng mở tỷ số của Sài Gòn Đức. Đó là bàn thắng đã giúp cho đôi chân của cao thủ viên Trung Hải Sông trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Venasio, Công Phượng, cái sự khẩn trương, cơ hội dành cho Võ Huy Toàn, Võ Huy Toàn đối mặt, và đây là bàn thắng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, 3-0. Khó ai có thể nghĩ tới một kết quả như thế này trước khi bước vào cuối đầu ngày hôm nay, 3-0. Khi hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian, Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm được 2 bàn thắng nữa. Và đó là những pha lập công của những cái tên như là Công Phượng và Huy Toàn. Người ta đã chờ đợi vào Công Phượng và Huy Toàn từ rất lâu rồi cho những bàn thắng đánh dấu được dấu ấn cá nhân của họ cho sự trở lại. Với những cầu thủ đã phần nào đó mất đi phong độ, họ rất cần có những bàn thắng như thế này để khẳng định mình. Và hãy cùng xem pha xử lý này của Võ Huy Toàn. Tỷ số là 3-0. Thành phố Hồ Chí Minh đang có một trận đấu có thể nói là miễn chê với người hâm mộ của họ. Nhưng cũng cần phải nhắc lại một lần nữa, bàn thắng mở tỷ số chính là bàn thắng quan trọng nhất với đội bóng của huấn luyện viên Chu Hải Sông ở trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là tính cho tới thời điểm này. Một bàn thắng mà một lần nữa Công Phượng lại góp dấu ấn. Một đường truyền không thể chê vào đâu được của Nguyễn Công Phượng dành cho Võ Huy Toàn. Có thể nói đến lúc này thì không cần phải nói đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, thì đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay của Nguyễn Công Phượng. Không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng những pha lên bóng của họ luôn tiềm ẩn những sự nguy hiểm. Vũ Văn Thuận, rất hay, tốc độ của Công Phượng có kịp không? Đường truyền của Văn Thuận là hơi sâu so với đà băng xuống của Công Phượng. Mặt sân Thống Nhất có vẻ như cũng hơi trơn. Như vậy là Phi Sơn sẽ vào sân thay cho Nguyễn Công Phượng. Loạt thay đổi người cuối cùng của đội chủ nhà. Và khi kết quả thuận lợi, nó càng giúp cho những
quyết định của vị huấn luyện viên này có được thêm nhiều sự lựa chọn. Chúng ta đã được xem lại hai bàn thắng của Thành phố Hồ Chí Minh ở trong hiệp 2 với những pha lập công đầy nhanh nhạy, quyết tâm của Công Phượng và Võ Huy Toàn.